Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình Trong video hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn một cái sự kiện trên cái con app là Ola City Để các bạn tham gia đăng ký thì các bạn sẽ được nhận cái vòng quay may mắn này nhá Thì đây chính là cái sự kiện mà Noel nó mới có cái vòng quay may mắn Ở đây thì nó sẽ quy ra là những cái đồng token nếu mình quay chúng nó nhá Trước đây thì mình có một cái video chia sẻ cách hướng dẫn cài đặt đăng ký cho các bạn tham gia để mà kiếm tiền trên con app là Olacity này rồi đấy. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn lại một lần nữa đăng ký để cho bạn nào mà chưa biết cách đăng ký hay là chưa biết cách tham gia để mà kiếm tiền nhé. Còn đây là cái sự kiện Event này thì mình sẽ được tham gia và quay miễn phí để được nhận những đồng token ngẫu nhiên ở trong này nhé. Nếu như các bạn lần đầu tiên biết tới kênh mình thì các bạn đăng ký kênh mình. Và các bạn bấm vào cái quả chuông này Các bạn chọn là nhận tất cả cái thông báo nhé Khi mà mình đăng tải video hay là update một cái sự kiện iOS vào lên Thì các bạn đều có cái thông báo các bạn xem các bạn biết được nhé Ở cuối video thì mình sẽ quay thưởng cho các bạn ở cái video hôm qua nhé Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký nhé Đường link thì mình để ở phần mô tả cũng như là bình luận video nhé Thì mình sẽ kích vào chỗ mà đăng ký miễn phí này Con app này nó không yêu cầu cây C đâu Nên là các bạn tham gia hoàn toàn miễn phí nhé Tức là không cần phải cây C đầu tiên thì các bạn sẽ nhập cái tên vào đây nhé và các bạn sẽ ghi cái họ của mình bên dưới này phần mail này và cái quốc gia thì các bạn nhớ là phải chọn cho mình cái quốc gia là việt nam nhé đó các bạn chọn việt nam này kích vào xong này rồi ở đây thì các bạn sẽ ghi từng bước theo mình hướng dẫn nhé trên là tên thì bao giờ nó bao gồm là tên lót và tên của mình ở bên dưới là họ thì bao giờ chỉ có mỗi một họ duy nhất thôi nhá nên là họ nhiều bạn hay nhầm là hay ví dụ hay ghi chữ là à, bùi thị đây là không phải đâu nhá họ của các bạn chỉ có một họ duy nhất thôi nhá họ nguyễn hay là họ gì thì cũng chỉ là một họ nhá. đó thì các bạn ghi mình hướng dẫn này. đây là phần mail nhá, phần mail các bạn phải kiểm tra kỹ mail trước khi vào kênh đăng ký này. quốc gia thì các bạn để việt nam nhá, các bạn tìm thấy việt nam bạn để này và các bạn kéo lên các bạn sẽ ghi mật khẩu này và các bạn xác minh lại cái mật khẩu một lần nữa cho nó khớp với cái bên trên nhá và các bạn xác minh cái mã captcha này. đó rồi các bạn kích đầy đăng ký nhá. Rồi mình sẽ lưu cái mật khẩu ở lại này. Khi mình đăng ký thành công mình kích vào đây và tiếp tục nhé. Các bạn kích vào đây nhé. Trước khi đăng ký xong các bạn vào cái thư mình này. Các bạn tìm xuống chỗ mà thư giác nhé. Các bạn mở thư giác lên này. Thì các bạn nhìn thấy là cái Ola City nó gửi mail về cho mình nhé. Mình kích vào đây nhé. Mình kích đây là không phải thư giác nhé. Đó cho nó báo vào thư chính này. Rồi mình quay lại cái thư chính của mình nhé. Kích thư chính lên này. Rồi mình vào cái thư chính của mình nhé. Rồi các bạn kéo xuống chỗ thư quảng cáo nhé. Các bạn tìm chỗ thư quảng cáo đấy. Mình mở cái thư quảng cáo ra này. Và mình nhìn thấy cái mà Ola nó vừa gửi về cho mình nó nằm đây nhá Mình mở lên này. Rồi các bạn nhìn thấy cái chữ mà Verify này nhá Các bạn chữ mà Activate Account nhé. Các bạn kích vào này. Mình mở qua cái trình duyệt Chrome này. Đó như vậy mình đã kích hoạt được cái tài khoản mình nhá nó bảo tài khoản mình đã được kích hoạt này bây giờ mình mới đăng nhập vào nhá các bạn kích vào mail này các bạn sẽ nhập lại cái mail và mật khẩu nhá rồi các bạn kích đây đăng nhập nhá các bạn xác minh captcha tra và các bạn kích đây đăng nhập nhá Đó, như vậy là các bạn đã tạo được một cái tài khoản Ola và các bạn đã đăng nhập được vào. Ngoài ra là các bạn thích tải app thì nó đều có app trên cả iOS cũng như là Android đấy. Các bạn chỉ cần vào cái app to mình trên iOS hay là cái CH Play đấy nhé. Bên Android đấy thì các bạn ghi chữ là Ola City. Đó, các bạn ghi đúng chữ này, các bạn là tìm này. Rồi các bạn kích đây để mà nhận nhé. Mình kích đây mình download về này. trong cái khi mà nó download về thì mình quay ra cái app nhá mình quay ra app này các bạn nhìn thấy cái sự kiện đây cái sự kiện này nhá các bạn mở lên nhá các bạn kích vào là tham gia ngay nhá đó thì đây là cái vườn này các bạn nhìn thấy vườn như này, này. Rồi khi mà mình đăng ký và mỗi một ngày các bạn đăng nhập thì các bạn được một cái vòng quay free nhá. Ngoài ra mà các bạn mời bạn bè thì các bạn được thêm cái vòng quay nữa. Ở đây mình kích vào quay ngay nhá. Ờ như vậy là mình thêm lượt, nhận thêm lượt thì mình quay tiếp nhá. Quay tiếp này. vậy mình lại thêm lượt mình lại quay tiếp này rồi như vậy thì mình được là 7 ít 15 phần trăm này mình kích và nhận này nhận này rồi mình quay về ba gạch nhá đầu tiên thì các bạn vào cách chơi thì các bạn biết này nhá đầu tiên thì các bạn tắt cái chuông cho đỡ kêu với tiếng nhạc đi nhá rồi các bạn vào cách chơi này thì mình có thể đọc qua cho các bạn biết là cái cách chơi này thì mỗi ngày đăng nhập các bạn được một cái lượt quay và mời ba bạn bè các bạn được một cái lượt quay chữ này nó hơi nhỏ quá à, các bạn nhìn thấy là ba cái mảnh ghép của mình nhá tức là mỗi một lượt các bạn quay mà siêu tập được là ba cái mảnh ghép này thì trị giá mà đổi sang cái token này là bằng 5 đô nhá cái cái token nào bằng nhau hết 5 đô hết các bạn nhá thì mình cứ quay bao giờ và được ba cái mảnh ghép của mỗi một cái token này thì các bạn sẽ quy đổi được 5 đô ở đây thì nó có ghi hết cho các bạn nhìn thấy này thu thập các mảnh ghép của token để nhận quà này à, với mỗi 3 mảnh ghép token bạn sẽ nhận được phần quà tương ứng với thương hiệu đó này đó như vậy là thương hiệu nào bằng nhau là 5 đô hết nhá và cái mà quy tắc mà nhận thưởng này và cái quy tắc để nhận quà thì các bạn nhìn thấy là quà được gửi cho thành viên trong vòng một ngày qua mail cá nhân khách hàng chưa xác thực tài khoản không nhận được quà từ Ola City tức là nó bắt mình phải cai C đấy các bạn nhé cai c thì cái app cũ mình cai c rồi thì app này để à, tí nữa mình hướng dẫn cho các bạn cách cai c nhé bây giờ thì mình sẽ tải app về nhá à, mình đăng nhập vào app rồi hướng dẫn các bạn nhé rồi các bạn mở cái app lên nhá các bạn sẽ tiến hành đăng nhập này dùng cái mail và cái mật khẩu để các bạn đăng nhập vào nhá rồi các bạn kích vào chỗ mà tôi đã có tài khoản thì mình đăng nhập này các bạn ghi cái mail và cái mật khẩu rồi các bạn kích đăng nhập để vào đăng nhập vào nhá ở cái loại tiền tệ này thì các bạn có thể là chọn là chọn cái USD đi USD này các bạn kích cái bắt đầu này đó như vậy là các bạn đã đăng nhập vào app nhé thì mình mở lên đây thì mình cũng có thể vào sự kiện này tham gia ngay này tắt cái nhạc đi này các bạn vào đây các bạn kiểm tra lịch sử này cái lịch sử của các bạn nhé ví dụ mình có thu thập được là nó nằm đây hết này ngoài ra nữa bộ sưu tập của mình các bạn vào đây kiểm tra nhé khi mà mình sưu tập được ba mảnh ghép thì mình sẽ được đổi ra là 5 đô cái này phải cai c tí mình hướng dẫn này ngoài ra thì các bạn sẽ về lại cái app nhé để mình đây mình về lại cái app này về lại cái app các bạn trở ra này rồi ngoài cái sự kiện mà các bạn tham gia ở quay event này thì cái app này nó có rất nhiều cái tính năng để cho các bạn kiếm được tiền đấy thì mình sẽ view từng cái tính năng cho các bạn biết thêm nhé đầu tiên thì các bạn sẽ vào cái C này ở đây thì yêu cầu là xác thực nhá các bạn mở cái kyc lên nhá cái C này đơn giản lắm chỉ là chứng minh nhân dân mặt trước mặt sau thôi các bạn nhìn thấy này nó rất đơn giản mình kích vào mình kích bắt đầu này ở đây thì mình có rồi, mình không cai C nữa, mình hướng dẫn thôi nhé. Thì các bạn ghi này, họ và tên này. Đấy, họ nhá và tên này nhá tên và tên đệm. Thì mình cũng đã nói các bạn này, họ bao giờ chỉ có mỗi một họ. Người ta ví dụ này, họ Nguyễn này. Nhiều bạn hướng dẫn cai C các app toàn ghi họ, lại Nguyễn Thị vào đây là không phải đâu nhá Họ bao giờ chỉ có mỗi một họ này. À, ngày tháng năm sinh các bạn viết đây nhá Giới tính này nhá Cái số mà thẻ căn cước hay giấy chứng minh nhân dân này. Nhà ngày cấp này. À, cái số điện thoại của các bạn này quốc gia này các bạn phải chọn là việt nam nhé chọn là quốc gia các bạn tìm chữ là việt nam đấy các bạn là chọn việt nam vào đó quốc gia việt nam nhé các bạn chọn quốc gia việt nam này thành phố này thì các bạn ghi hết ở đây nhá à, cái địa chỉ này các bạn ghi đúng theo địa chỉ mà cai c là giấy chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước thôi cái dòng địa chỉ hai không cần đâu ghi một dòng là được nhá mã vùng là chính là cái mã zip code thì các bạn có thể lấy ở cái tỉnh các bạn đang ở lên google bạn search là zip code ấy, thì nó ra hết cái nơi cái vùng các bạn ở như là à, thanh hóa nghệ an kiên giang hay là hà tĩnh ở đâu đó, nó ra hết nhá các bạn ghi ở đấy nhá đấy là cái phần cây c này các bạn bách ra ngoài này thật ra mà À, các bạn chỉ dùng với mục đích mà kiếm bình thường thì không cần phải KIC vẫn được đâu như mình nghĩ là cái vòng quay này yêu cầu Cai C nó mới trả thưởng còn thật chất là các bạn có mua sắm ở đây để được hoàn tiền hay là giới thiệu các sản phẩm đây ấy. các bạn có kiếm 10-20 triệu một tháng cũng không cần Cai C đâu nhé à, còn cái vòng quay này khả năng là yêu cầu Cai C, mình cũng không rõ là chắc là vậy rồi mình sẽ view các tính năng mà kiếm tiền trên cái app mà Ola Kitty cho các bạn nhé các bạn vào mục kiếm tiền này thì ở đây nó có rất nhiều các hình thức các bạn mà tải những cái app đề xuất ở đây ấy, thì những cái app này các bạn tải các bạn nhớ đọc từng cái nội quy cái app nhé ví dụ là yêu cầu mình phải dùng bao nhiêu ngày hay là tải trong bao nhiêu ngày các bạn mới được hoàn tiền đấy nhá thì mỗi một cái app nó có tương ứng theo cái số tiền mà nó bonus đấy nhá thì các bạn vào xem thêm này các bạn vào cái mà trên này nhé các bạn kích mũi tên này xuống này ở đây nó có này xem quảng cáo này các bạn vào đây các bạn kích vào các bạn xem quảng cáo được nhận cái đô la này nhá Ngoài ra các bạn lại kích lại chỗ này nhé Các bạn vào cái phần mà à, Mua sắm này Cái mua sắm này à, người ta bán mặt hàng đây đấy Ví dụ các bạn mang cái mặt hàng của người ta đang bán này Các bạn chia sẻ cái đường link Như người ta mà mua qua cái link giới thiệu của các bạn này này Tức là các bạn mà chia sẻ cái liên kết à, Giới thiệu mà người ta mua qua Thì các bạn được nhận rất nhiều cái bonus nhé Tức là cái mà chia sẻ hoa hồng đấy nhá Rồi các bạn lại kích lại chỗ này nhé Các bạn vào cái phần nữa là cái phần à, Rút gọn ninh này Cái rút gọn ninh này thì nó là cái thu nhập mà à, không được bao nhiêu nhưng mà nó hay ở chỗ là cái này là cái tốt nhất nhá cái này là cái mà các bạn rút ninh mà các bạn bảo vệ được rất là lâu nhá ví dụ các bạn có bảo vệ được đến hai ba năm các bạn cũng vẫn còn cái ninh này của các bạn nhá cũng như là cái ninh này các bạn sẽ quản lý tốt hơn ở chỗ là các bạn có 50 hay 100 ninh các bạn vào các bạn tìm vẫn tìm ra nhé Còn nếu như các bạn để ninh tinh là cái ninh các bạn cũng không tìm được thì đây cũng là một cái phần rất là tốt để cho các bạn rút gọn ninh các bạn vừa kiếm thêm cũng như là bảo vệ cái ninh rất là tốt nhé và để rút được tiền thì các bạn vào phần ví này nhé Phần ví này các bạn vào rút tiền này thì ở đây nó quy định là 5 đô là cái min rút tối thiểu. Đấy các bạn nhìn thấy là tối thiểu rút tiền là 5 đô này. Và tất cả cái đô la các bạn kiếm được thì sẽ quy ra cái Ola token và mình sẽ rút về cái sàn năm roi mình bán nhá. Cái sàn năm roi mình có video hướng dẫn các bạn cách đăng ký rồi đấy, mình sẽ để đường link cho bạn nào chưa biết thì các bạn đăng ký này. Mình vào cái sàn năm roi mình copy cái ví mã ví Ola, mình dán vào chỗ dán ví này và các bạn chọn rút tất cả này nhá khi rút tiền thì hệ thống sẽ gửi một cái link về mail để các bạn là xác minh mail thì các bạn mở cái mail mà các bạn đăng ký với cái Ola City ra các bạn xác minh mail để mà các bạn rút tiền nhé tức mình đăng nhập qua cái link đấy là xác minh mail là cái việc rút tiền của các bạn đã hoàn tất nhé đó là như vậy mình đã view hết về cái app Ola City cho các bạn những người mà người ta kiếm ở đây rất là nhiều là người ta dựa vào cái hình thức là người ta cài đặt ứng dụng và giới thiệu các mặt hàng sản phẩm bán trong này tức là làm cái đối tác để mình ăn cái hoa hồng phần trăm tức là mình giới thiệu các mặt hàng người ta bán đấy cái đấy mới là cái kiếm chính các bạn nhé, thì bạn nào mà giỏi về cái thế mạnh nào của các bạn thì các bạn nên vận dụng nhé, tức là bạn nào mà giỏi về bên tiếp thị thì các bạn vào các bạn nghiên cứu cách mà các bạn giới thiệu sản phẩm đấy thì trong này nó có rất nhiều cái mặt hàng bán trong này thì các bạn vào các bạn nghiên cứu dần dần nhá nó có khá nhiều đấy thì mình mà giới thiệu bạn bè mua qua cái ninh mua sắm của mình giới thiệu đấy thì mình được bonus rất là nhiều đấy cái đấy mới là cái những người mà người ta chuyên gia về kiếm tiền trên online người ta kiếm ấy còn những cái mà kiếm nhỏ nhỏ như là um, cài đặt ứng dụng này xem quảng cáo hay là các bạn rút ninh này thì nó chỉ là cái phần thu nhập phụ thôi nhá chủ yếu mà bạn nào mà giỏi về lĩnh vực mà tiếp thị thì các bạn kiếm được khá nhiều từ cái app này nhá. Rồi và như vậy mình đã chia sẻ cho các bạn cách để các bạn kiếm được tiền trên cái Evan vòng quay may mắn trên cái sự kiện mà Ola City cũng như là các bạn biết cách sử dụng cái Ola City để các bạn kiếm thêm tiền từ cái trang web này nhá. Và bây giờ mình quay ra mình quay thưởng cho các bạn nhá. Và đây thì mình quay thưởng trên cái video ngày hôm qua cho các bạn nhé. Xin chúc mừng bạn có tên là Thứ Việt, bạn đã trúng cái event trong cái video ngày hôm nay của mình. Thì bạn liên hệ với mình qua Zalo, mình để phần mô tả cũng như là bình luận video để bạn nhận thưởng nhé. Và các bạn lưu ý cứ comment bên dưới cái video mình đang phát này thì video sau mình sẽ quay thưởng trên cái video mình đang phát này cho các bạn nhé. Còn video này mình sẽ kết thúc ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.